Xin chào tất cả mọi người. Năm ngoái mình đã từng chia sẻ vài video về cách trồng sen mini trong chậu tại nhà rồi. Năm nay thì mình cũng vẫn trồng mấy cái giống sen cũ đó các bạn ạ. Mấy giống này tuy không được đẹp xuất sắc cơ mà đỡ tốn tiền mua. Năm ngoái mình mua mấy củ này có 50.000 một củ thôi. Còn những củ có mặt hoa đẹp thì mình thấy người ta toàn bán hơn 100.000 một củ cơ. Để có củ sen trồng tiếp thì trước tiên mình sẽ phải bới cả đám sen dưới bùn này ra. Dân trong nghề trồng sen thường gọi việc này là lật chậu các bạn nhé. Công việc này thường được thực hiện vào cuối mùa xuân đầu mùa hè khi thời tiết ấm áp ở miền Bắc. Còn ở trong miền Nam thì ấm áp quanh năm thì thực hiện khi nào thấy cây sen có dấu hiệu tạo củ và không phát triển nữa các bạn nhé. À, theo như kinh nghiệm của mình thì thường khi thời tiết sắp ấm áp chúng ta nên thực hiện việc này sớm. Nếu để quá muộn thì cây mọc quá tươi tốt như thế này thì phần củ đã bị tiêu biến mất. Nó sẽ hầu như không còn củ nữa vì củ sẽ teo đi để nuôi cây mà. Nói chung nếu người mới thì các bạn hãy mua củ về trồng cho nhanh, còn người cũ thì mấy cái này các bạn cũng biết hết rồi cho nên mình sẽ không nói quá nhiều. Mình cần dùng nước để rửa sạch cái đống này, sau đó chọn ra củ khỏe mạnh và ngó sen để nhân giống nhé. Năm nay thì vẫn thế, mình sẽ vẫn chỉ trồng trong chậu nhỏ thôi, chứ mình chưa có điều kiện xây bể hoặc mua những chiếc chậu to hơn. Như mình đã kiếm được ở đây những chiếc can nhựa trắng như thế này, tất nhiên cũng từ đồ cũ không dùng nữa thì chúng ta tận dụng thôi, chứ nếu như phải mua đồ mới thì cũng hơi tốn kém. Nhưng mình nghe nói can này rất bền nhá, vì nó được tạo ra từ nhựa nguyên sinh, thế bảo để ngoài trời phơi mưa phơi nắng cũng chơi được tận 10 năm cơ mà. Chứ mấy cái chậu giặt quần áo năm ngoái mình dùng thì cái chất nhựa của nó không được bền, phơi nắng 1 năm nó đã bạc màu và dễ vỡ khi chúng ta tác động vào rồi. Nhưng trồng bằng can nhựa thì sẽ vất vả hơn một chút. Chúng ta sẽ phải cắt một cái mặt can để tạo thành hình dáng một chiếc chậu trồng cây. Trước tiên thì mình sẽ dùng bút để vẽ trước đường cắt trên bề mặt can. Sau đó sẽ dùng dao dọc giấy để cắt. Tất nhiên đối với can nhỏ cỡ 20 lít trở xuống thì mới dùng dao để cắt được, vì nhựa của nó mỏng mềm hơn. Còn đối với những cái can nhựa to hơn, ví dụ như cái này này, có thể tích 30 lít, thì nhựa của nó rất dày và cứng nha, nên chúng ta không thể dùng dao để cắt bình thường được. Bắt buộc chúng ta sẽ phải hơ nóng dao để cắt, hoặc có thể dùng máy cắt để cắt như mình đây nếu như các bạn có. Một kinh nghiệm nhỏ khi dùng máy cắt để cắt nhựa mà mình muốn chia sẻ tới các bạn, đó là chúng ta nên mua đĩa cắt cái loại chuyên để cắt gạch men và bê tông ấy. Khi dùng nó để cắt nhựa thì sẽ rất dễ và mượt mà, cắt tới đâu mịn tới đó. Nếu các bạn dùng đĩa đá bình thường, cái đĩa phổ thông mà chuyên dùng để cắt sắt ấy, thì nó sẽ tạo ra rất nhiều ba viên nhiệt, khét mù. Tất nhiên nó vẫn cắt được nhựa nha, nhưng nó sẽ không phù hợp bằng cái đĩa cắt bê tông đâu. Đối với những người mới thì chúng ta sẽ phải đi móc bùn về để trồng, có thể là bùn ở dưới đáy sông hoặc bùn ở trên mặt ruộng. Nếu nơi bạn sống không có bùn thì có thể mua bùn khô họ bán sẵn ở trên các trang thương mại điện tử. Hoặc có cách đơn giản hơn nữa, chúng ta hãy đào đất ở ngoài vườn ấy, cho vào trong chậu và ngâm với nước. Đất ướt nhiều ngày nó sẽ mềm ra như bùn thôi. Mình đã từng trồng bằng đất ngâm nước này rồi, sống tốt các bạn ạ. Thậm chí đất của mình khá cứng và ngâm trong thời gian ngắn thôi cũng vẫn trồng được. Nếu các bạn ngâm trong vòng vài tháng hoặc nửa năm thì còn tốt hơn nữa. Mình thì dùng bùn cũ của năm ngoái thôi, có điều kiện thì trộn thêm phân bón hữu cơ để bổ sung thêm dinh dưỡng, không có thì cũng không bắt buộc. Chúng ta sẽ cho bùn vào trong chậu, sao cho bùn cách mặt chậu khoảng từ 10 cho tới 20cm hoặc hơn nữa tùy vào kích thước chậu. Khoảng cách đó sẽ để chứa nước. Đối với những chậu nhỏ như thế này thì khoảng cách tầm đó được rồi. Còn chậu càng to càng chứa được nhiều bùn thì chúng ta có thể cho nước nhiều hơn nữa cũng được. Cho bùn vào xong thì chúng ta sẽ nhào bóc bùn cho thật nhuyễn, tránh tình trạng bùn bị vón cục.
Mình sẽ dùng những củ sen ban nãy để trồng xuống bùn. Các bạn nên vùi toàn bộ củ xuống hoàn toàn bên dưới bùn nhé, sâu khoảng 5 cm. Chỉ cần quay cái phần đầu mầm hướng phía bên trên, lá sen rất khỏe, nó sẽ tự đâm qua bùn. Sẽ tình trạng một số bạn sợ lá bị vùi ấy, mà trồng nông quá, phần ngó ở trên mặt nước thì cây sẽ chết nhá. Cái ngó nó sẽ chạy xung quanh chậu ở bên dưới bùn ấy, nó sẽ tương tự như rễ cây vậy. Mình có 5 chậu cho nên mình chỉ dùng 5 củ thôi. Mỗi củ mình trồng 1 chậu, một thời gian sau nó sẽ mọc khắp chậu. Nếu các bạn trồng nhiều củ trong một chậu sẽ vừa tốn tiền, vừa khó có thể có được hai màu hoa. Cây yếu sẽ bị cây khỏe cạnh tranh và khó ra hoa nổi các bạn nhé. Không nên trồng nhiều đâu. Sau khi trồng xong thì chúng ta sẽ cho nước vào đầy chậu, dùng tờ giấy hoặc dùng tay để cản dòng nước xối mạnh cho nó chảy nhẹ nhàng thôi. Trong thời gian đầu mới trồng các bạn không nên bón bất cứ thứ phân bón gì. Bùn còn mới cho nên còn rất nhiều dinh dưỡng. Hơn nữa thì củ nó còn nhỏ, chưa mọc rễ cho nên nó cũng chưa hút được dinh dưỡng đâu. Bón phân vừa tốn kém vừa nguy hiểm cho sen. Nếu như các bạn thấy nước cạn bớt thì cho thêm nước vào, hoặc thấy nước bẩn thì xả tràn nước cho nó trôi ra ngoài. Và nếu có điều kiện thì hãy bê chậu vào nơi mát mẻ. Chậu của mình nặng quá cho nên mình không bê được. Mình sẽ phải dùng lưới đen để che bớt ánh nắng gay gắt. Đến khi nào cây mọc ra lá thì bỏ lưới đi. Công đoạn che nắng này thì không bắt buộc nha. Trước mình trồng không che nó vẫn sống tốt, dù nước bị nắng chiếu vào rất nóng. Trong thời gian chờ cây phát triển thì mình xin phép được chia sẻ những chú ý cực kỳ quan trọng trước khi các bạn mua giống sen. Mình đã có nói rất nhiều ở những video trước, những ai chưa xem thì có thể nghe tiếp nha. Tránh bị mất tiền, mất thời gian công sức mà không được thỏa mong muốn. Sen thì thông thường có thể trồng bằng củ, bằng ngó hoặc bằng hạt. Nhưng đối với các dòng sen mini trồng trong chậu thì tuyệt đối nha. Các bạn không nên mua hạt để trồng vì 99% các bạn sẽ gặp phải lừa đảo. Sen mini thì có rất nhiều giống khác nhau và hầu hết các giống này đều không tạo hạt hoặc rất khó để đậu hạt. Hoa sen mini cánh kép nha các bạn, thì chắc chắn không thể tạo hạt nha. Còn với hoa sen mini cánh đơn thì có thể tạo hạt đấy, nhưng nó sẽ rất khó đậu hạt và cũng rất ít hạt bởi vì kích thước đài sen của nó khá nhỏ, cho nên hoàn toàn không có số lượng nhiều như vậy để bán ra thị trường được. Các bạn chú ý nhé, hoa sen nó khác với một số giống hoa khác, mang từng cánh đơn nhưng vẫn có thể có nhiều tầng cánh hoa nha, chứ không phải cứ cánh đơn thì chỉ có một tầng cánh đâu. Đây, mình sẽ minh họa bằng mấy bông sen của nhà mình cho các bạn biết tại sao người ta không có hạt sen mini để bán. Nhưng vì tiền thì họ vẫn bất chấp quảng cáo sai sự thật. Ví dụ mấy cái bông này thì chắc chắn không có tạo hạt rồi. Còn mấy bông này thì rất nhỏ, tạo được rất ít hạt, nhưng đa số đã bị hỏng hạt rồi, không đậu được. Mình nhìn sơ qua thì chỉ có một hạt mẩy thôi. Còn đây, được bằng này đài sen có tạo hạt và kích thước to hơn một chút. Mỗi đài tạo được khoảng 7-8 hạt, thì hầu hết các hạt xung quanh đều bị hỏng rồi. Chỉ có duy nhất một hạt ở chính giữa thì đậu. Đây, bông này thì hỏng hết. Bông này cũng vậy, không đậu hạt nào. Bông này cũng hỏng hết. Bông này thì nhỏ và cũng teo hết hạt rồi. Mình sẽ thử moi hạt đã đậu ra nhé. Nó to tròn thế này cơ mà. Còn mấy cái hạt không đậu đây, nó teo tóp hết. Như vậy thì với bằng kia bông sen có tạo hạt thì tổng chỉ đậu được 2 hạt thôi, tỷ lệ đậu hạt cực kỳ thấp. Vậy mà ở trên mạng người ta bán rất nhiều hạt với giá cực kỳ rẻ. Thì theo các bạn họ bán hàng thật hay hàng giả? Mình còn chưa nói những cái giống sen cánh kép đẹp thì hoàn toàn không tạo hạt nha. Ví dụ mấy cái bông sen 1000 cánh gì gì đó. Các bạn chỉ nên mua hạt ở những nhà vườn thực sự uy tín và tốt nhất chỉ nên mua ở trong các hội nhóm Facebook về sen ấy. Qua quá trình các bạn theo dõi thì sẽ phần nào biết được những người uy tín. Tuyệt đối không nên tin vào những trang fanpage Facebook chạy quảng cáo hoặc những cửa hàng ở trên các trang thương mại điện tử giới thiệu à đây là hạt sen mini Nhật Bản nhiều màu. Họ cố tình gắn thêm cái mác Nhật Bản vào thì tất cả họ đều lừa đảo cả các bạn ạ. Toàn bộ hạt sen đó đều là hạt sen ta và tất nhiên thì trồng nó vẫn sống thôi. Nhưng cây của nó rất to, chúng ta sẽ phải trồng ở ngoài ao đầm thì mới mong có hoa được. Còn trồng ở trong chậu nhỏ như thế này thì chắc chắn nó sẽ không có hoa các bạn nhé. Vậy thì không mua hạt thì chúng ta sẽ phải mua củ. Cũng tương tự các bạn không nên mua củ của những trang fanpage Facebook chạy quảng cáo. Vì hầu hết họ đều rất hay gửi hàng sai so với quảng cáo. Tất nhiên vẫn có những trang fanpage họ bán hàng đúng hàng chuẩn. Nhưng chúng ta không biết được họ bán hàng chuẩn khi nào và cái trang nào thì tốt. Và biết đâu chúng ta đen chúng ta gặp phải những người lừa đảo thì sao. Cho nên tốt nhất chúng ta hãy tránh xa họ ra. Và các bạn hãy mua của những trang cá nhân chuyên bán trong các hội nhóm trên Facebook. Chúng ta có thể vào soi trang cá nhân của họ rồi tìm hiểu về họ qua quá trình họ hoạt động trong các hội nhóm. Nhiều người nhận xét về họ thì chúng ta sẽ yên tâm và chắc chắn hơn rất nhiều đấy. Củ tuy đắt hơn hạt nhưng sẽ nhanh có hoa và yên tâm về vấn đề đúng giống. Ngó thì trồng cũng tốt nhưng sẽ ít người mua và bán vì vận chuyển xa thì sẽ dễ bị hỏng. Và nếu so với củ tuy nó có thể phát triển nhanh hơn củ đấy nhưng không sống khỏe bằng củ ở trong một số điều kiện thời tiết khắc nghiệt các bạn nhé.
Các bạn chỉ nên mua ngó nếu ở gần. Ví dụ các bạn có thể đi tới tận vườn của họ thì các bạn nên tới mua và mang về trồng, vì nó có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với củ nhé. Sẽ tiết kiệm chi phí hơn và trồng thì nó cũng sẽ nhanh phát triển hơn. Và thêm một chú ý nữa, các bạn cũng đừng tin vào những người nói sen có thể trồng hoàn toàn bằng nước mà không cần bùn. Mình xin khẳng định đó là sai sự thật nhé. Nó sống tạm thời gian đầu khi mới gieo hạt thì cũng ok đấy, nhưng nó phát triển tốt được hay không và cả ra hoa đều đẹp được hay không thì nó mới quan trọng. Và thêm nữa, các bạn cũng không nên học theo người ta trồng sen vào trong cái bát hoặc cái chậu bé tí ti. Cái này thì trồng được đấy nhưng không hề dễ nha. Chậu càng nhỏ trồng càng khó và chắc chắn cây sẽ không thể có nhiều hoa được. Và khi người ta cho các bạn xem thành quả thì chỉ có hình ảnh kết quả thôi, chứ họ đâu cho các bạn xem quá trình họ trồng nó khó khăn như thế nào. Họ sẽ phải đặt cả cái bát đó vào trong một cái chậu to thì sen mới phát triển tốt nha các bạn. Xong tới khi nào cần khoe kết quả thì họ sẽ bê nguyên cái bát ra và giống như kiểu trồng rất dễ dàng vậy. Nói chung các bạn nên sắm một cái chậu to và kiếm bùn về để trồng sen cho nó hiệu quả. Chậu càng to thì trồng sen càng tốt, cây sẽ phát triển mạnh và ra hoa nhiều, dễ chăm sóc nữa. Đừng tự làm khó mình bằng những cách oái oăm mình kể trên nhé. Quay trở lại với những chậu sen của mình, tới khoảng ngày thứ 18 sau khi trồng thì nó đã như thế này. Thực ra thì thời gian có thể không chính xác nha, vì có củ này củ kia và mình trồng khi củ đã già hơn hoặc non hơn thì nó cũng sẽ khác. Nói chung cứ ươm ướm thôi. Khi cây đã mọc được tầm 4-5 chiếc lá thì mình sẽ bắt đầu tiến hành bón phân. Và các bạn hãy nhớ điều kiện quan trọng nhất để trồng được sen, đó là phải đặt chậu ở nơi có ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào. Nắng càng nhiều thì càng tốt, nắng cả ngày cũng được. Nếu không có nắng các bạn sẽ không thể trồng được sen đâu. Và một điều kiện nữa cũng vô cùng quan trọng, đó là nhiệt độ môi trường cũng phải cao nữa. Nên nếu như các bạn ở miền Bắc thì vào cuối mùa thu, mùa đông và mùa xuân thì các bạn sẽ hầu như không chơi được sen. Các bạn sẽ chỉ để nó sống khổ sở dưới bùn, ngủ đông và không phát triển. Đến mùa hè năm sau chúng ta sẽ moi củ ra khỏi bùn và tiến hành trồng như ban đầu thôi. Hoặc cứ để vậy thì nó cũng sẽ mọc. Và cái này các bạn sẽ tìm hiểu thêm ở trên mạng nhé. Bởi vì nếu như để nó tự mọc như vậy thì đôi khi nó không thể tốt bằng cái việc chúng ta bới ra rồi trồng lại từ đầu như mình đâu. Bây giờ để bón phân NPK cho sen thì ngoài cách gói phân tan chậm vào trong tờ giấy rồi vùi sâu xuống dưới bùn thì mình đã tự nghĩ ra cách khác nhàn và nhanh hơn. Hiệu quả thì cũng tương tự. Mình sẽ kiếm những chiếc ống nhựa PVC khoảng phi từ 27 hoặc 34 hoặc 48. Tùy vào tài chính hoặc nhà có sẵn cái nào thì dùng cái đó các bạn nhé. Nhưng chúng ta không nên dùng cái ống phi 21 nha, bởi vì nó bị nhỏ quá, sẽ khó cho phân bón vào hơn. Chúng ta sẽ cắt ống thành các đoạn sao cho nó phù hợp với chiều cao của chậu và tất nhiên chiều dài của ống thì phải cao hơn chậu một chút nhé. Ở một đầu ống thì mình sẽ dùng cái nắp bịt để đậy vào và cố định ở đó. Sau đó chúng ta sẽ dùng máy khoan hoặc vật nóng để đục những chiếc lỗ ở một đầu ống như mình. Cụ thể thì ở đây mình dùng một chiếc mỏ hàn thiếc. Dùng nó sẽ nhanh và nhàn hơn bởi vì nó nóng mà, chúng ta chỉ việc dí vào thôi, nó sẽ dễ hơn máy khoan. Nó hơi có ba vía cho nên mình sẽ dùng dao để cắt bỏ đi, nhìn cho đẹp và gọn gàng hơn. Phần này chúng ta sẽ cắm xuống dưới bùn và ở phần bên trên cũng có nắp bịt nha, nhưng sẽ được mài mòn cái phần đầu ống đi một chút để sau này khi chúng ta tháo nắp ra và đóng nắp vào để bón phân ấy, nó sẽ dễ dàng hơn. Mỗi một chậu thì chúng ta sẽ dùng một ống cắm ở chính giữa, hoặc nếu như các bạn trồng ở trong chậu dài thì có thể cắm mỗi phía một ống cho nó đều. Ống nhựa PVC rất bền và rẻ, các bạn yên tâm chơi 20 năm cũng chưa hỏng đâu. Có khi sen hỏng, chậu hỏng, ống chưa hỏng. Trước đây thì mình đã từng chia sẻ cách này ở trên Facebook thì có một số bạn không đồng tình với mình, nói rằng bùn sẽ chui vào trong ống và phân bón sẽ ở nguyên trong ống mà không ngấm ra ngoài. Thì hôm nay mình sẽ đính chính và mục sở thị cho mọi người cùng xem. Trước tiên, mình xin khẳng định bùn không hề chui vào ống các bạn nhé. Mình không cần giải thích nhiều, nhưng thực tế mình đã trồng được 2 năm bằng cái ống này rồi. Mình thấy trong ống hầu hết chỉ có nước thôi, bùn có chui vào cũng rất ít nha các bạn. Vì những cái lỗ nhỏ đó mình đục ngang ống cho nên bùn sẽ hầu như không chui vào được. Cho dù mình đã cắm ống trong chậu được 2 năm, chứ không phải cái kiểu vừa mới cắm vào thì bùn chưa kịp chui vào đâu các bạn nhé. Và giờ thì mình sẽ thử cho nước vào trong ống cho các bạn nhìn. Các bạn có thể thấy mình đổ nước đầy ống và tất nhiên ống sẽ phải cao hơn chậu rồi. Cho nên đổ nước tới đâu thì nước sẽ rút và thoát xuống ngay từ đó. Thì chúng ta sẽ suy ra, nếu như chúng ta cho phân bón vào thì nó cũng có thể ngấm dần xuống và ngấm ra bên ngoài chậu sen qua các lỗ ở bên dưới. Và cẩn thận hơn nữa thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ đổ nước vào trong ống, thì nước chảy thì sẽ cuốn theo phân bón, nên các bạn cứ yên tâm dùng nha. Nói chung thì cơ chế của nó cũng ngấm dần phân bón vào bùn cũng giống như chúng ta gói vào trong tờ giấy thôi, nhưng sẽ nhàn và nhanh hơn và đỡ ngại hơn mỗi khi chúng ta bón phân cho sen. Bởi vì các bạn biết rồi,
Mỗi khi chúng ta gói phân vào trong tờ giấy rồi vùi xuống dưới bùn thì tay chúng ta rất bẩn, cho nên các bạn sẽ lười bón phân. Xong thì chúng ta sẽ bón phân định kỳ cho sen mỗi 10 ngày hoặc nửa tháng bằng cách tháo nắp bịt ra rồi đổ trực tiếp phân bón vào. Xong chúng ta sẽ đậy nắp cho kín, tránh bay hơi. Cẩn thận thì khoảng vài ngày thì các bạn lại mở ống ra rồi đổ nước vào cho cái nước để nó cuốn phân bón ra ngoài cho nó nhanh. Hoặc kệ nó tan chậm cũng được, bởi vì chúng ta thường bón phân tan chậm mà. Về phân bón thì chúng ta sẽ bón phân NPK sao cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây. Ví dụ như ở giai đoạn cây mới trồng cần phát triển nhanh thì chúng ta sẽ bón phân có chỉ số N cao, N hay còn gọi là đạm. Cụ thể thì mình dùng cái chai có chỉ số 30-10-10, chỉ số N chiếm 30%, P10% và K10%. Tóm lại, trừ phân bón hữu cơ ra, còn đối với phân bón hóa học thì chúng ta sẽ phải bón phân sao cho nó phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây. Cái này thì các bạn hãy tìm hiểu thêm ở trên mạng nhé. Các bạn có thể thấy, vì nắng nhiều cho nên rêu tảo phát triển rất nhanh, chúng ta cũng phải thường xuyên xả tràn nước để cho rêu nó trôi ra ngoài. Sau một khoảng thời gian thì cây phát triển tốt, mọc ra nhiều lá rồi, chúng ta sẽ phải ngắt bỏ bớt đi những cái lá bị già, xấu hoặc bị bệnh. Chỉ cần một ít lá thôi cũng đủ cho cây quang hợp rồi. Nhiều quá vừa không thông thoáng, vừa xấu chậu sen đi, vừa phần nào hút bớt dinh dưỡng của cây khiến cho sen chậm ra hoa hơn. Việc ngắt bớt lá đi như thế này thì các bạn cũng nên duy trì thường xuyên nha. Càng nhiều thì càng tốt, có thể ngắt mỗi ngày, hoặc ngại thì các bạn có thể để 3-4 ngày hoặc 1 tuần mới ngắt cũng được. Vì các bạn muốn lá sen phát triển cao thì chậu sen phải có không gian mặt nước thoáng đãng cũng như ít sự cạnh tranh dinh dưỡng. Thực ra thì sen của mình đợt này hơi bị xấu các bạn ạ. Cái này thì tùy vào quan điểm thẩm mỹ của mỗi người thôi. Mình thì mình thích sen có lá đứng cao hơn, nó sẽ đẹp cả lá và cả hoa. Nhưng đó là đối với những dòng sen chung và đại các bạn nhé. Còn với một số dòng sen thuần mini như của mình thì lá của nó rất nhỏ và ít đứng lá, và có đứng thì cũng rất thấp, chứ nó không cao to như sen chung đâu. Ưu điểm của sen mini thì thường nó sẽ sai hoa hơn. Nói chung thì mỗi người một gu. Thích cây nhỏ hoa nhỏ thì các bạn mua sen mini, mà thích cây cao to hơn thì các bạn mua sen chung hoặc sen đại. Nó cũng sẽ vẫn được xếp vào thú chơi sen mini thôi, nhưng nó sẽ to hơn. Nhược điểm của sen chung và sen đại thì thường nó sẽ phù hợp với chậu có kích thước to. Ví dụ như cái chậu bể hoặc là những cái chậu trồng cây rất to đi. Các bạn mà trồng vào trong những cái chậu nhỏ như thế này thì nhìn nó sẽ không đẹp, nó sẽ không phù hợp và cây sẽ không phát triển được tối đa đâu. Những ngày tiếp theo thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục duy trì cái việc thêm nước, xả tràn, ngắt lá và bón phân định kỳ. Có thể bón phân hữu cơ nữa thì càng tốt. Mình thì dùng phân chuối và phân đậu nành dạng nước. Nói chung thì có thì dùng thôi, không thì cũng chỉ cần phân NPK tan chậm cũng được nha các bạn. Nhưng đối với giai đoạn cây sắp ra hoa và đã ra hoa rồi thì chúng ta sẽ không bón phân NPK có nhiều chỉ số N nữa, mà sẽ chuyển sang phân bón có nhiều chỉ số P và K. P là viết tắt của phosphor hay còn gọi là phân lân đấy, còn K là viết tắt của từ kali. Sen của mình thì nó cũng đã bắt đầu có lá đứng rồi, thậm chí còn ra cả nụ. Và một khi cây đã có lá đứng thì chúng ta có thể ngắt bỏ hầu như toàn bộ cái lá nằm ở trên mặt nước các bạn nhé. Để một ít cho nó cân bằng thôi, sẽ đẹp hơn về mặt thẩm mỹ, chứ trông sơn quá thì cũng không nên ha. Vì nó có nụ sớm cho nên mình sẽ ngắt bỏ cả nụ để tập trung nuôi cây cao to hơn một chút. Mình thì mình thích chơi cả lá sen, vì hoa thì thỉnh thoảng mới có, còn lá đẹp thì ngày nào cũng được ngắm các bạn ạ. Hoa sen của mình thì nó đã nở te tét rồi và nó tự nở nhá. Nhưng có một số giống thì bắt buộc phải ép nở bằng tác động của con người. Các bạn có thể dùng tay để mở cánh hoa sen ra. Việc ép nở cũng sẽ giúp cho thời gian chơi hoa được dài hơn, không bị nhanh tàn quá. Cái này thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm ở các nguồn khác trên mạng nhé.
Hoa sen thì có rất nhiều giống khác nhau, mình tìm hiểu thì có rất nhiều giống đẹp hơn và nở được dài ngày hơn của mình. Mấy củ này trước mình mua giá rẻ mà có 50 nghìn một củ thôi, cho nên chắc họ bán cho mình mấy cái giống xấu. Hoa của mình thì cũng chỉ nở được khoảng 1 hoặc 2, 3 ngày thôi các bạn ạ. Cho nên rút kinh nghiệm của mình, nếu như các bạn có mua thì hãy tìm hiểu những cái giống có hoa đẹp và nở được dài ngày hơn. Tuy đắt hơn một chút đấy, nhưng trên lâu dài sẽ ổn hơn nha. Mình thấy ở quê mình có nhà hàng xóm họ trồng cái hoa gì mà có hai màu ấy, mà mình đi qua mấy ngày đều thấy nó còn đang nở rất đẹp. Nói chung các bạn hãy tham gia vào trong các hội nhóm trồng sen ở trên Facebook để tìm hiểu về giống sen nha. Theo mình được biết thì có những giống sẽ sống và nở hoa được tới tận đầu mùa đông cơ, còn đa số thì chỉ tới giữa mùa thu hoặc cuối mùa thu thì đã bắt đầu tàn dần và tạo củ rồi. Cũng may thì khi chơi sen thì ngoài chơi hoa ra, chúng ta còn có thể chơi cả nụ và lá nữa. Các bạn có thể thấy cái chậu sen hồi năm ngoái mình trồng đây, lá cao nhìn cũng rất đẹp. Và với việc chỉ trồng có 5 chậu nhỏ như thế này thì để sen nở nhiều ở cùng một thời điểm sẽ rất khó đấy. Nó sẽ nở nối tiếp nhau, bông này tàn thì bông kia nở, thành ra cũng buồn. Cái hình ảnh thu nhỏ video của mình có nhiều hoa như thế kia là do mình ghép ảnh vào để thu hút nhiều người xem hơn thôi, chứ không có thật đâu các bạn nhé, các bạn đừng có tin. Muốn có nhiều hoa thật thì chắc sẽ phải trồng nhiều chậu cỡ này và cũng phải chăm sóc tốt nữa. Ngoài phân bón NPK ra thì còn phải bón thêm phân bón hữu cơ nữa thì càng tốt. Anh này mình mượn của chị Phạm Thiên Trang, nhìn cũng khá mê. Các bạn có thể thấy hoa của chị ý trồng rất nhiều ở trên ban công và có rất nhiều chậu, chậu thì cũng to nữa, thành ra nó mới nở được nhiều hoa như thế kia. Như vậy thì hôm nay mình đã tiếp tục chia sẻ thêm một video về kinh nghiệm và kỹ thuật trồng sen mini ở trong chậu và có một số chú ý cho các bạn trước khi mua giống sen. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu như các bạn thấy những cái video của mình có ích thì các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ mình nhé. Đối với các bạn thì việc này hoàn toàn miễn phí và chỉ tốn vài giây đồng hồ thôi, nhưng đối với mình thực sự điều đó rất quan trọng, giúp cho mình có thêm nhiều động lực để tiếp tục sản xuất ra những cái video chia sẻ thêm về kinh nghiệm và niềm đam mê trồng cây đến với nhiều người hơn nữa. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Bye bye.